Tình thương điên đảo. Tình yêu thương trên thế gian đều dừng lại ở mức yêu thương con cái của chính mình. Đa số đều không thể đạt đến phạm vi yêu thương cả nhân loại. Thế nhưng thực ra từ vô thủy kiếp đến nay, hết thảy chúng sanh đều đã từng là cha mẹ và con cái của chúng ta. Wow, cậu xem này, con cá đó thật là đẹp. Đúng rồi, nếu có thể bắt lên được thì hay biết mấy hả. Các anh à, hãy giúp em bắt con cá vàng đó lên đi. Con cá này ở trong ao mà làm sao bắt nó được đây. Tớ thấy chi bằng chúng ta hãy làm một cái cần câu cá để câu chúng nó lên. Đúng rồi, cậu thật là thông minh. Chúng ta có thể làm một cái cần câu cá câu chúng nó lên. Hay quá hay quá, sắp câu được cá rồi. Thế là mấy đứa trẻ này liền tự mình ra tay. Chú dùng cành trúc làm thành một cần câu, dùng một cây kim to làm thành lưỡi câu, lại dùng miếng cá nướng làm mồi câu. Làm xong rồi, có thể câu cá được rồi. Hay quá, sắp câu cá lên được rồi. Ha ha, có con cá mắc câu rồi. Anh à, anh giỏi quá. Thật sự đã câu được một con cá rồi. Yeah, quá giỏi. Tớ muốn mang con cá đến cho mẹ tớ xem. Mẹ ơi, chúng con câu được một con cá nè. Vì sao? Các con thật là thông minh. Còn nghĩ ra phương pháp tuyệt vời như vậy nữa chứ. Các con thật là giỏi. Mau đi câu cá tiếp đi. Dân ạ. Các con làm như vậy không đúng đâu. Các chị làm cha mẹ sao có thể để các con tạo nghiệp ác như vậy được chứ. Chị nói như vậy là có ý gì? Đúng đó, lời nói của chị là có ý gì? Đối mặt với sự chất vấn của hai người mẹ, cô Trung đã kể cho hai người bạn nghe về câu chuyện đã từng xảy ra cho chính mình. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường bắt ve sầu và bò hung trên cây, dùng sợi dây buộc chúng lại, xong rồi đưa cho chúng tôi chơi. Tiểu Dân, con nhìn xem đây là cái gì? Là con ve sầu, mẹ mau đưa cho con chơi đi. Những con vật nhỏ bé này thật là đáng thương. Thông thường sau một hai ngày, nếu chẳng phải bị dây quấn quanh mà chết, thì nếu còn sống thì cũng bị đói mà chết. Tôi còn nhớ vào mỗi đêm mùa hè, trước khi trời mưa to, có rất nhiều con kiến cánh bay vào trong nhà. Thật là đáng ghét, đáng ghét. Mẹ ơi nhìn kìa, lại có những con côn trùng nhỏ bay vào nữa kìa. Tiểu Dân à, con đi lấy chậu nước đến đây để bên dưới bóng đèn cho mẹ. Mẹ ơi, vì sao vậy? Một chút nữa con sẽ biết. Những con kiến cánh đó bị ánh sáng của đèn phản chiếu xuống nước nên say mê, ùn ùn sa vào trong nước mà chết. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, chúng nó đều rơi vào trong nước mà chết rồi. Mẹ thật là lợi hại. Như vậy thì Tiểu Dân của mẹ sẽ không bị kiến cánh cắn nữa rồi. Mặc dù cha mẹ đối với tôi rất mực yêu thương, nhưng những điều mà họ đã dạy tôi làm điều ác, việc giết hại sinh linh, đây chính là đang tạo ác nghiệp, sẽ nhận lấy ác báo. Hả? Thật vậy sao? Đúng vậy. Theo năm tháng tôi dần dần trưởng thành, còn cha mẹ của tôi thì thường xuyên mắc bệnh. Mấy năm sau bà của tôi mắc phải căn bệnh ung thư gan. Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng, con nhất định sẽ nghĩ cách trị khỏi bệnh của ba. Ung thư gan là bệnh không có thuốc chữa đó, còn có phương pháp nào tốt hơn nữa đâu mà nghĩ chứ. Phương pháp nhất định có mà. Mấy hôm trước con có nghe một bác sĩ dân gian nói bệnh này phải lấy độc trị độc, dùng độc của con cóc có thể chữa khỏi bệnh. Mẹ, bây giờ con đi ra ngoài tìm con cóc đi. Con cóc à, thật có tác dụng hay không? Hãy thử đi mẹ. Để trị bệnh cho ba tôi, tôi bất kể cái lạnh của mùa đông tháng chạp, mỗi tối đều cầm đèn pin đến bên lề đường, dưới gốc cây hoặc trong kẹt đá để tìm cóc. Sau khi bắt được, tôi mang về nấu cho ba tôi ăn, hoặc là dùng để đắp bên ngoài dùng gan. Nhưng sau đó ba của tôi cuối cùng vẫn chết vì bệnh ung thư gan. Ba tôi chết 2 năm sau, mẹ của tôi cũng mắc bệnh ung thư tuyến vú thời kỳ cuối. Tôi nghe mọi người nói thường xuyên ăn thịt con ba có thể chữa khỏi bệnh này. Thế là tôi liền đi mua ba mang về bỏ vào trong nồi, đậy nắp nồi lên khi nó còn sống, đem nó nấu chín cho mẹ tôi ăn. Sau đó mẹ của tôi cũng bất hạnh mà qua đời. Mà đến khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp thì mới biết những gì tôi và ba mẹ tôi đã làm trước đây đều là những việc làm sai lầm, sát sanh,
là ác nghiệp, là tàn hại sinh mạng của chúng sanh. Xem ra ngày thường chúng ta giáo dục con cái như vậy là sai rồi. Đúng rồi, chúng ta không nên nuông chiều con trẻ để chúng làm tổn thương đến sinh mạng của chúng sanh, mà nên dạy chúng đối xử tốt với tất cả sinh mạng trên thế gian này. Đúng là phải như vậy. Tất cả việc làm của tôi trong quá khứ tuy là vì cha mẹ mà tận hiếu, nhưng dùng đến phương pháp giết hại sinh mạng chúng sanh để hiếu kính cha mẹ thì đó là một sai lầm lớn rồi. Xem ra nếu chỉ làm được tình yêu thương trên thế gian và lòng hiếu thảo thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải có tâm từ bi rộng lớn hơn nữa. Mẹ ơi, sau này con cũng sẽ không làm tổn thương đến những sinh vật nhỏ nữa đâu. Bây giờ chúng ta hãy đem con cá vàng này thả nó trở về trong ao nước đi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A-mi-đà-phật.